Chương 9. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh, rồi Ngài sai đi giao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ngài dạy rằng, đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc cũng đừng đem hai áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi, còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi trơn mình để làm chứng nghịch cùng họ. Vậy, các sứ đồ ra đi từ làng này tới làng kia, giao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Bấy giờ, Herod là vua chư hầu, nghe nói về các việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao, vì kẻ này nói rằng răng đã từ kẻ chết sống lại, kẻ khác nói rằng Eli đã hiện ra. Và kẻ khác nữa thì rằng một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. Song Herod thì nói, ta đã truyền chém răng rồi, vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Giêsu. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình, đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng, xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Song Ngài phán rằng, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng, ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này, thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn, Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng, môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài hỏi rằng, trong dân chúng, họ nói ta là ai? Thưa rằng, người này nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi rằng, còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng, thầy là đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai, và phán thêm rằng, con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra, thấy vinh hiển của Đức Chúa Giêsu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng, thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng 3 trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. Khi người còn đương nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng, này là Con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Khi tiếng ấy phát ra, thì Đức Chúa Giêsu ở một mình, các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Bữa sau,
Khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. Một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy Thầy, xin Thầy đoái đến con trai tôi, vì là con một tôi. Một quỷ ám nó, thình lình kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết, rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin vào bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của ngươi lại đây. Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vã dữ tợn. Xong Đức Chúa Giêsu quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Giêsu làm, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao, và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Răng cất tiếng nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận với các ngươi. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia Cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy, nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giêsu xây lại của hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi giao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ai đã cha tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.